Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh Hàng Nhật của em. Hôm nay là thứ hai đầu tuần và em sẽ tiếp tục có video mới để giới thiệu với anh chị chú bác mình những cái sản phẩm hàng Nhật mới về ở shop em. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái món hàng trong video này. Số điện thoại của em có để bên dưới tiêu đề video. Anh chị có thể kết bạn Zalo hoặc là nhắn tin hoặc là gọi điện thoại cho em vào cái số điện thoại này để mà mình chốt món hàng mà mình ưng ý nhất. Và giá em báo trên video là giá chưa bao gồm phí vận chuyển anh chị ha. Về vấn đề thanh toán thì em xin phép được nhận chuyển khoản hoặc là nhận chuyển cọc, sau đó sẽ gửi hàng đi cho khách. Và khi mà anh chị nhận hàng về, nếu mà nó có lỗi lầm gì hoặc là nó có cái sai khác nào mà em không có báo trên video thì anh chị có thể liên hệ lại và em sẽ cố gắng xử lý một cách hợp lý nhất và nhanh nhất những vấn đề này cho mình. Cho nên là anh chị hoàn toàn yên tâm anh chị ha. Video hôm nay thì nó sẽ là rất là nhiều những cái sản phẩm siêu phẩm, hàng VIP, hàng đẹp với độ mới cực kỳ cao, những thương hiệu lớn, hàng vừa mới về luôn, và em tuyển chọn những cái đẹp nhất cho video này. Rồi nếu mà anh chị muốn mua những cái hàng khuyến mãi thì dự kiến thì tối nay khoảng 9 giờ thì em sẽ có thêm một cái video nữa để giới thiệu những cái sản phẩm hàng còn tồn ở shop này, hàng khuyến mãi này, độ mới nó có xuất sắc chút xíu ha, và với cái giá khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn luôn, dành cho anh chị chú bác nào mà mình chỉ muốn mua để sử dụng thôi, không có muốn mua mà nó giá nó quá cao hay là quá VIP thì mình không cần thiết, thì mình chỉ cần sử dụng hàng da đồ này kia đó, thì mình có thể chờ đợi thêm vào cái video tối nay khoảng 9 giờ anh chị nha. Còn video này thì đa phần là siêu phẩm và giá nó sẽ hơi cao một chút xíu anh chị ha. Đầu tiên trong video này thì em sẽ có một cái chiếc clutch cầm tay. Đấy, clutch cầm tay này hàng mới về luôn và độ mới cực kỳ cao luôn. Độ mới này là phải trên 95-98%. Rất là mới anh chị nha, góc cạnh là thấy không có sờn luôn này. Cái này là của thương hiệu là Atettoni, Made in Italy. Atettoni này hôm trước em có bán được một cái clutch khóa số đó. Thì nó sẽ là cái thương hiệu mà anh chị hay gặp ở cái giày giày tây, còn túi thì nó ít gặp hơn. Hôm nay thì em có về được một cái túi của thương hiệu này Atettoni, và người ta phối giữa cái màu đen và cái màu nâu, nhìn nó rất là đẹp và nó rất là dễ sử dụng ha. Kích thước của cái túi cầm tay này thì nó sẽ được là 25.5 nhân với lại chiều cao là 18 này, và cái bảng đáy của nó là 6.5. Đấy, ở đây người ta dập cái chữ T là cái chữ Atettoni này anh chị nha, hoặc là có thể là đọc là Atettoni cũng không chừng anh chị ha. Made in Italy, đây là mặt trước nè đó, và đây là mặt sau. Cái phần màu đen này nó giống như là một cái canvas vậy đó anh chị, chắc là nó không phải da thật ha, còn cái phần viền này nó là da thật, nó tổng thể cực kỳ đẹp luôn, mà mình xài cũng vô tư thôi anh chị yên tâm ha. Cái bản này thì nó kiểu không có phải là quá cổ điển, rất là phù hợp để mình sử dụng. Tuổi nào mình cũng có thể sử dụng được cái này hết và mình ứng dụng rất là cao luôn. Khóa trên đây á, thì nó sẽ như này, nó có khóa kéo miệng nha. Cái loại này, riêng cái này thì nó không có phải là loại khóa số, có khóa kéo miệng. Ở bên trong là lót da thật luôn. Đấy. Bên trong lót da thật này có dập cái hiệu Atettoni Dinamico Made in Italy. Lót thì cái màu sáng ha, và cái lót này nó có hơi dính dơ rất nhẹ chỗ này, tại vì nó màu sáng mà mình cũng không tránh khỏi ha. Độ mới nó rất là cao, khoảng được 95% luôn, 92-95% luôn. Rồi có một ngăn lớn và ở đây có một cái ngăn khóa kéo nhỏ, bên trong của ngăn khóa kéo là lót vải sạch đẹp đó, mình đựng đồ được rất là nhiều. Riêng cái túi này thì nó không có thiết kế cái dây để mà mình đeo vô cái cổ tay nha anh chị, chứ không phải mắc dây đâu ha, nó không có thiết kế cái dây. Cái dáng này thì nó vậy, góc cạnh này không có sờn luôn, rất là đẹp, độ mới cực kỳ cao và đơn giản dễ sử dụng ha. Thậm chí cái này mình mua làm quà vẫn được luôn anh chị, đồ mới cao lắm. Và giá của nó sẽ là 680.000, mình chốt cho em mã là túi cầm tay của Ý 680. Túi này thì cái phần màu đen này không phải da thật nha, và cái viền này là da thật nha. Đẹp, 680.000 cho cái túi này. 680. Đồ mới cực kỳ cao luôn. Rồi, em sẽ có thêm một cái clutch nữa dành cho các anh nè. Cái này thì người ta ghi chữ là Polo Ralph Lauren. Đấy, cái chất liệu của nó chỗ này cũng là da canvas và phối với cái phần quai và phần viền này là da thật, da mộc anh chị ha. Polo Ralph Lauren, và cái bảng mà cái màu xanh dương này nè thì người ta sẽ có cả một cái bộ sưu tập luôn, và người ta làm cả túi túi trống du lịch này, clutch cầm tay này, cặp da này, ví luôn. Đó là một cái kiểu như là một cái bộ sưu tập luôn đó anh chị. Cái màu này các anh các chú xài đẹp nè. Các chị nếu mình thích cũng xài được, nhưng mà theo em nghĩ thì cái màu này nó hơi nam hơn, hơi nam tính hơn ha. Ở cái dạng này mình xách như này đó. Rồi kích thước của cái túi này thì nó cũng sẽ là 25 nhân với lại 18 này, nhân với cái bảng đáy nó được là 6 cm. Chỗ này có cái chữ là Polo Ralph Lauren ở đây.
Đây, cái tác này thì nó bằng kim loại và nó hơi mờ nhẹ thôi, không có vấn đề ha. Còn góc cạnh là vô tư, góc cạnh cực kỳ mới đẹp luôn. Đây rồi, cái da chỗ cái miếng da này nó là nó siêu dày luôn anh chị, xài cực kỳ bền nha. Rồi mở khóa như này, ở trong á, thì nó rộng, đựng được rất là nhiều đồ, đồ mới bên trong rất là cao luôn. Bên trong là lót vải ha, rồi có cái tag da là Polo Ralph Lauren ở đây, và có một cái tag giấy ghi là Made in Thái Lan, túi này được sản xuất tại Thái. Có một cái ngăn khóa kéo nhỏ luôn, bên trong sạch đẹp nha anh chị, rất là xịn, và cái này xài bền lắm nè, bên trong lót vải bố luôn đó, cực kỳ bền ha. Rồi túi này khi mình đựng đồ lên thì nó bung lên khá là đẹp. Kích thước thì em ra rồi ha, cho anh mình xách như này. Túi polo này thì giá của nó sẽ là 680 ngàn luôn. Mình chốt cho em mã là túi cầm tay polo, giá là 680. 680. Cái này thì hai cái này thì không phải là da thật hết nha, nó có viền da thật thôi chứ nó không phải là da thật nha. Đấy, 680 cho mỗi cái nha. Anh nào thích đơn giản nhẹ nhàng thì lấy cái kia, còn mình thích ngay cái mẫu này thì mình có thể lấy cái polo này. Tiếp theo thì cũng là clutch luôn, thì em sẽ có cái hai cái clutch này là siêu phẩm, Bailey, còn cả cái túi luôn anh chị nha, cái chữ B này. Và hai cái này thì nó giống như là nó cùng một bộ vậy đó, cho nên là em không không có định tách lẻ ra đâu, em sẽ bán combo luôn ha. Nó có một cái lớn cái nhỏ, ví dụ như mình có thể mua cái anh xài cái lớn này, cái chị xài cái nhỏ này thì nó cũng rất là đẹp luôn. Nó là của thương hiệu Bailey, nổi tiếng của Thụy Sĩ, và thường á, là túi thì mình sẽ gặp những cái túi made in Italy. Hai cái này cũng vậy. Rồi, nó sẽ bằng da bò, cực kỳ xuất sắc. Cái hiệu này nó không có hề rẻ đâu anh chị nha, cái hiệu cực kỳ xa xỉ luôn á, cái chữ B người ta dập ở đây. Đó. Cái bản này là cái bản da bò màu nâu. Rồi đầu tiên là cái túi lớn trước nè, cái túi lớn này thì cái độ mới của nó tầm khoảng được trên 95%, góc cạnh thì sờn không có thấy luôn, sờn rất ít nha, có sờn nhưng mà sờn rất là ít luôn. Rồi còn cả túi vải bên ngoài. Đó. Đây. Cái này là cái dáng của cái túi lớn nè ha, dây thì mình quấn gắn vô như vậy. Đấy, các anh mình xài túi này cũng được, hoặc là các chị nếu mình thích xài đựng đồ nhiều thì mình có thể xài này được luôn. Đó. Rồi khóa thì là mở như này, có nhiều ngăn. Đầu tiên là cái ngăn lớn bên trong, bên trong đó thì là lót da, có cái tag là Bailey, Made in Italy ha. Bên trong lót da thì cái màu da bên trong nó hơi vàng vàng, và cái trên cái da thì nó có cấn cấn nhẹ nhẹ, đây nhẹ thôi chứ không phải là rách anh chị nha, kiểu như là cấn một cái cây gì đó vậy đó. Rồi không ảnh hưởng nha, độ mới là phải trên 95%, rất là mới. Rồi đây là cái ngăn lớn nè, combo này VIP lắm, bán combo luôn, tại vì đâu có thể dễ dàng mà mình gặp được chung như vậy anh chị nha. Rồi ở phía sau lưng á, thì có một cái ngăn nữa cũng là lót da như vậy nè. Rồi ở phía trước á, thì mình sẽ có một cái ngăn bật như này, ở đây có một ngăn luôn. Da thì rất là chất đẹp ha, Made in Italy, góc cạnh thì rất là mới đẹp luôn cho một cái thương hiệu VIP. Rồi đây là một cái lớn này đó, bên ngoài nó đẹp lắm nha anh chị, tại vì ở đây là em chiếu cái đèn vô đó, nhiều khi anh chị thấy nó chói chói ha, chứ bên ngoài này nó rất là đẹp và chất luôn. Ở cái phơ ở cái da của nó sẽ là chất da mềm chứ không phải là chất da cứng ngắc như là những cái phơm cứng kia. Cái mẫu này thì mình kiểu như mình để cốp xe hay mình quăng quật là đều vô tư hết luôn. Rồi em có một cái clutch nhỏ, và cái clutch nhỏ này thậm chí nó còn cả cái tag luôn này, độ mới là phải trên 98%. Cái nhỏ này thì nó cũng là một cái clutch cầm tay, và mình xài như một cái ví được luôn. Đây mình gắn vô như vậy ha, à, nó nhỏ hơn cái này một chút này đó. Kích thước của cái này á, thì nó sẽ được cái là 18.5 nhân với chiều cao lên là được 12.5, và cái bảng của nó sẽ là khoảng 4 cm. Cái này thì các chị xài đẹp nữa, các anh mình thích mình vẫn xài được mẫu này đó. Còn nếu mình xài đôi á, thì mình có thể anh xài này chị xài này thì rất là đẹp luôn. Rồi cái này thì cái ngăn của nó sẽ là một cái ngăn chính lớn chỗ này, bên trong thì nó cũng y như cái kia, là nó cũng sẽ lót da màu màu hơi hơi vàng vàng kiểu mỡ gà như vậy anh chị ha. Rồi Made in Italy ở đây luôn đó, một cái ngăn khóa kéo, và một cái ngăn này ở trước có một ngăn nhỏ khóa kéo này. Nãy bên trong thì lót vải, túi này thì độ mới cao lắm. Ở đây có một ngăn lót da. Rồi đó phía sau đây, góc cạnh thì còn rất là đẹp luôn, độ mới phải trên 98%, còn cả tag, còn cả túi vải đồ hết luôn. Và cái hiệu này thì giá nó cao anh chị nha, và riêng hai cái này thì độ mới nó cũng cao nữa, và giá của nó em sẽ bán chung combo hai cái này ha. Anh chị chốt cho em mã là túi
combo túi cầm tay bay lì hay hoặc là combo túi cầm tay của Ý, giá là 2.100.000 cho hai cái. 2.100.000 cho hai cái này anh chị nha. Và em muốn là bán combo luôn, tại vì không bán lẻ ra thì mai mốt mình khó gặp lại chung vậy á thì nó hơi tiếc. Nên thường là cái nào mà nó cùng combo cùng bộ sưu tập rồi này kia là em thường em bán chung vậy, để cho anh chị nào mình thích sưu tầm thì mình có thể mua và sử dụng. Đấy, hiếm gặp anh chị nha, cái mẫu này khá là ít. Rồi, bay lì luôn, quá trời xuất sắc, 2.100.000 cho hai cái clutch này. Đó. Tiếp theo là em sẽ có một cái chiếc túi dành cho các chị nha. Túi này thì da bò, dập vân, cách xấu. Túi này thì độ mới nó khoảng 89%, góc cạnh thì còn rất là ổn, nhưng mà khoen khóa chỗ này thì nó hơi oxy quá nhẹ nè. Mình về mình phải, nếu mình muốn nó sáng hơn thì mình đánh lại, còn không mình để giờ mình xài cũng được. Độ mới là khoảng 89%. Nó là dạng một cái chiếc túi đeo chéo, da thật, dập vân cá sấu, và cái màu nâu cũng rất là đẹp nha. Túi này thì mình có thể đi học, đi chơi, đi làm gì là vô tư, đẹp. Kích thước của nó sẽ được là cái đáy là 23 này, cái miệng của nó sẽ được là 24.5. Rồi cái chiều cao là được 18. Đây là mặt trước này, đây là mặt sau, có một ngăn khóa kéo luôn. Rồi góc cạnh thì rất là ít cái vết sờn, nhưng mà có qua sử dụng rồi anh chị nha. Rồi túi này bên trong á thì là lót vải sạch đẹp luôn. Túi này của thương hiệu của New York của Mỹ anh chị ha. Khóa là khóa YKK, có một ngăn lớn, rồi có một ngăn khóa kéo nhỏ đây, hàng hiệu của Mỹ anh chị ha. Dây á thì mình có thể, cái dây này không có tăng đưa được anh chị ơi, mình đeo như vậy thôi, còn mình muốn tăng đưa thì chắc mình phải chế biến rồi, chứ mình không có tăng đưa bằng, nó không có cái khóa để mình tăng đưa anh chị ha. Rồi túi này thì của nữ nha, khóa là khóa Tô Mani gì đây nè. Phía sau có ngăn nữa luôn, mình có thể xách hoặc là mình có thể đeo, rồi cũng không có bị già đâu, form này thì nó cũng trẻ trung. Chỗ này thì cái phần da nó có hơi nhăn nhăn, người ta sử dụng rồi mà anh chị, không tránh khỏi ha, nhưng mà độ mới còn đẹp, và cái dáng đồ, cái màu da nên nó rất là đẹp luôn. Dập vân cá sấu luôn. Túi này thì giá của nó sẽ là 850.000, mình cho em mã là túi đeo chéo vân cá sấu, giá 850 cho cái túi này, toàn bộ là hàng mới về luôn, 850 cho túi đeo chéo vân cá sấu. Em có một cái túi của thương hiệu Fula đây, hai chiếc, hôm nay em sẽ có hai cái túi của Fula thương hiệu của Ý nha, và rất là đắt đỏ nha anh chị. Nên này nó thì nó còn cái túi vải luôn, túi này dành cho các chị nè, màu rất đẹp, màu giống như là màu hột nhãn vậy đó, màu rượu vậy đó anh chị, đẹp lắm. Túi này là dạng xách tay và đeo vai anh chị nha, chất liệu da bò. Đấy, cái dáng của nó khi mà mình cất cái dây vô để mình làm collet cũng được thì nó sẽ là như thế này ha. Rồi chất da bò, phơm hộp hình chữ nhật, ở bên đây người ta dập Fula đồ hết này. Đấy, đẹp ha. Cho trên khoen khóa thì nó có Fula luôn, độ mới cái túi này là nó phải trên 95%. Tổng thể thì rất là mới đẹp, nhưng mà nó cũng có một số cái vết như là này, nó bị những cái túi khác nó đè lên đâu đó, thì chỗ này nó sẽ có cái vết cấn cấn da như vậy ha. Đây đây đây, chứ dường như là chưa có qua sử dụng, nó không ảnh hưởng gì đến chất lượng cũng như thẩm mỹ đâu chị ơi, nó rất là mờ ở trên này ha, cũng không ai để ý kỹ lưỡng như vậy đâu anh chị nha, cho mình mua mình biết thôi. Rồi cái này mở khóa ra như thế này, kéo nó xuống, đẩy nó xuống đây anh chị, đẩy cái này xuống thì cái khóa này là cái khóa FBR gì đó, cái khóa này có hiệu nha. Rồi đẩy nó xuống thì mình mở ra như vậy. Cái này có dây, nhưng mà dây này là dây để đeo vai xách tay thôi, chứ không có đeo chéo nha anh chị. Ở bên trong á thì là lót vải dập Fula, và ở đây nó có cái tag là Fula Made in Italy ha, phía sau thì nó có chứng nhận là da thật, Genuine Leather này, da thật này, và Fula Made in Italy. Rồi em sạch thử thì cái hiệu này người ta bán một cái túi nó cũng phải tầm 4-5 triệu gì đó, cho một cái túi nhỏ nhỏ ở trên web nước ngoài á, giá trị nó cũng rất là cao. Chỗ này thì là cái mặt sau có miếng da luôn, cái màu này rất là đẹp. Màu này thì các cô mình xách rất là sang luôn, mình có thể xách như này hoặc là mình có thể đeo vai ở trên cái dây này nè, khi người ta may người ta để á, thì mình nhìn thấy những cái vết giống như là trên cái chỗ này đó, và nó không có bị hư đâu nha anh chị. Đây nè, đó đó, mình thấy cái này là mình cố tình mình bật ra như vậy mình mới thấy ha, còn lại mình cứ xài vô tư thôi, không sao hết trơn, không có vấn đề gì, không có bị đứt gì đâu anh chị yên tâm ha. Độ mới cao, cái này là cái lỗi do thời gian thôi chứ không phải là lỗi do sử dụng đó. Góc cạnh rất là đẹp. Kích thước chứ,
Kích thước của cái túi này thì nó sẽ được là 31.5 này, nhân với lại cái miệng là được 30, và cái chiều cao lên là được 18, và cái bảng đáy của nó sẽ là 7.5, còn cả túi luôn. Giá của cái túi Fula này nó sẽ là 1.100.000. Anh chị chốt giúp em mã là túi đeo vai của Ý hoặc là túi đeo vai Fula ha. Giá là 1.100.000 cho cái túi này. Phông hộp đẹp, thương hiệu xịn của Ý luôn. Màu rất là đẹp, màu cực kỳ sang anh chị, rất là dễ để mặc đồ. Các chị thường là hơi hơi khoảng sau 30 rồi này kia, mình xài những cái túi đeo vai như vậy thì nó rất là sang và đẹp. Em còn một chiếc túi Fula nữa, nhưng mà túi này thì nó sẽ là da thật, dập vân cá sấu, đẹp, kiểu xách tay anh chị nha. Này, rồi cái màu này thì nó không phải là màu nâu bò đâu, cái màu của nó là kiểu hơi hơi ghi ghi vậy đó. Đây, để em độn cái phơm lên cho sơn chị xem ha. Đây, cái dáng của nó sẽ là dáng xách tay như này. Và cái phơm nó lạ nha, nó to ở dưới cái đáy và nó sẽ nhỏ ở phần bên trên. Hai bên nó có cái khóa kéo luôn, dập chữ F luôn ha, chữ Fula luôn. Đây, chữ Fula đây. Túi này thì nó không còn cái túi vải và cũng đã có qua sử dụng. Đồ mới thì nó khoảng tầm được 89-90%. Dập vân cá sấu rất là đẹp luôn, dập vân cực kỳ đẹp luôn. Đáy thì có 4 đinh luôn. Kích thước của cái túi này thì nó sẽ được là cái đáy 40, cái miệng là được 29 này, và cái chiều cao lên là được 24.5 đó anh chị ha. Đẹp, xuất sắc, cái màu nó rất là đẹp và cái dáng nó rất là sang luôn, dành cho các chị các cô mình xài nha. Dáng xách tay như này. Cái miệng thì nó là nút hít đấy, một cái nút hít như này. Rồi cái ngăn bên trong là nó sẽ là lót vải dập hiệu Fula, có cái tag Fula made in Italy, và phía sau là người ta ghi đó là chứng nhận da thật anh chị nha. Hai cái khóa kéo hai bên này mình có thể kéo để mình tăng đưa như này nha. Rồi mình kéo xuống như này thì bên trong này nó là cái miếng da anh chị, ví dụ như mình đựng đồ nhiều á thì mình có thể tăng đưa ra như vậy để mình đựng cho nó gọn, cho nó dễ anh chị ha. Rồi phía bên trong thì nó rất là rộng đây, lót vải dập hiệu sạch đẹp luôn. Chỗ này nè, giống như là người ta dán keo đó, mình nhìn thấy nó có hơi đậm hơn chỗ này chút xíu. Rồi bên trong có một ngăn nhỏ nữa, rồi nó có thêm một cái chỗ này nó đậm màu chỗ này nữa nè anh chị đó, một số cái chỗ nó đậm màu chỗ này ha, giống như là người ta có bị dính dầu hay sao đó, nó đậm chỗ này. Rồi túi này thì giá của nó sẽ là bao nhiêu đây, em coi cái giá đây. Giá của túi này sẽ là 1150. Mình cho em mã là túi xách tay vân cá sấu của Fula hoặc là túi Fula vân cá sấu ha, giá là 1150. Hoặc là anh chị nào có xài Zalo thì mình có thể chụp lại cái màn hình giùm em ha. Túi này thì nó khá là sang, dành cho các chị mình xách đi làm công sở rất đẹp, đi công việc gì đó cực kỳ đẹp luôn. 1150 cho cái túi này. Cái túi, cái dáng nó cũng khá là độc lạ anh chị nha. Túi dành cho các chị mà siêu phẩm thì em vẫn còn cái túi da cá mập này đây nè. Da cá mập, có chứng nhận da cá mập, và cái này thì người ta đang bán với giá là 68.000 yên tại Nhật lận. Rất là có giá trị để mình mua làm quà tặng hay là mình mua sưu tầm da độc lạ và mình sử dụng anh chị ha. Túi này thì là dáng xách tay, phơm nó là phơm nhỏ chứ không có quá to, nhưng phơm nhỏ nhưng mà bên trong cái hệ thống ngăn nó rất là rộng. Đựng đồ là vô tư ha. Dáng xách tay như này màu đen, cực kỳ đẹp luôn, độ mới rất cao, như chưa sử dụng phải trên 98-99% luôn. Cái đáy của nó sẽ được có là 25 này. Cái miệng là được 28.5. Rồi chiều cao lên là khoảng 19. Dán xách tay khoen khóa là còn trắng tươi như này anh chị nha, có cái giấy chứng nhận là da cá mập. Rồi khi mà mình mở ra thì mình mở như này. Đó. Bật chỗ này ra thì bên trong rất là nhiều ngăn, bên trong là lót nhung màu đen. Cái này là do em độn đồ vô cho nó đẹp anh chị ha. Rồi khi mình đựng đồ ra thì nó sẽ bung ra như vậy. Rồi. Bên trong thì cũng có một số cái ngăn khóa kéo nhỏ nhỏ linh tinh nữa, rất là xịn luôn, và nhiều ngăn ứng dụng rất là cao. Cái này mình đi tiệc là vô tư ha, hoặc là mình đi làm đi công việc gì đó cũng được, đựng được rất là nhiều. Ở phía sau có thêm một ngăn nữa này, đẹp và độ mới cực kỳ cao luôn, giá trị rất là cao. Giá của nó sẽ là 2.450.000. Mình chốt cho em mã là túi da cá mập, giá 2.450 cho cái túi này đó, xuất sắc. Cái này là các cô mình hơi có tuổi chút xíu mình xách cái này là quá sang luôn chị nha. Da cá mập là nó kiểu như vậy đây. Rồi đó là cái chiếc túi dành cho các chị các cô. Em sẽ còn một số cái sản phẩm dành cho các chị nữa, và cái này thì nó
là một cái thương hiệu rất là lớn này, thương hiệu Gonfil của Đức. Túi này thì da bò của Đức, xuất sắc. Và em có hai cái túi nữ và một cái cặp cho các anh nữa. Em giới thiệu trước hai cái túi nữ anh chị nha. Đầu tiên là em sẽ có cái túi công sở này đi, nhìn sang cực kỳ luôn. Chị nào hoặc là cô nào mà mình đi làm công sở mà mình thích hàng VIP á, thì mình có thể chốt cái túi này. Nó rất là VIP á, cầm bên ngoài là nó quá trời sang luôn. Màu của nó sẽ là màu nâu đỏ đặc trưng của thương hiệu Goldfield của Đức. Và cái màu của nó sẽ là như vậy. Bên ngoài thì nó sẽ đậm hơn chút xíu nha anh chị. Đó là cái màu nâu đỏ mà thiên về màu đỏ nhiều á, đỏ kiểu đỏ huyết đậm luôn á. Đó. Như vậy ha. Goldfield là cái logo của nó sẽ là cái hình mũi tên. Cái này đang có cái charm logo. Cái này dính bụi thôi, không phải là bị lỗi đâu. Độ mới của cái túi này nó phải trên 95-98%. Và thường những cái thương hiệu lớn khi mà anh chị đi đi tìm để mua những cái thương hiệu lớn này để mình sử dụng á, thì cái độ mới nó thường không có cao đâu. Thường là người ta phải bỏ ra cái số tiền lớn để mà người ta mua những cái túi này mà. Cho nên là người ta cũng phải xài đủ tiền rồi thì mình mua second hand thì mình mới gặp được nó. Nhưng mà riêng những cái chiếc túi hôm nay thì độ mới quá cao luôn. Rất là VIP cho cái cho anh chị chú bác nào mà mình đang săn hàng VIP ha. Góc cạnh thì còn rất đẹp như chưa chầy sờn luôn. Đấy, cái này là do thời gian thôi chứ không phải là do sử dụng đâu. Dáng này là dáng công sở xách tay dành cho các chị các cô để mình đi làm. Kích thước của nó sẽ được là 33 này, cái bảng trên miệng là được khoảng 33 luôn. Rồi cái chiều cao lên là được 26. Khoen khóa thì là còn vàng ươm ha, có cái charm chỗ này đây, gold fill người ta dập trên da luôn, khắc trên da. Ở phía sau đó thì nó không có ngăn, cái này dính bụi nha. Ở phía sau không có ngăn mà nó như vậy thôi. Rất là sang ha. Cái miệng thì không có khóa kéo, người ta chỉ có cái nút hết miệng như này, hết lại. Rồi mà anh chị yên tâm thì bên trong người ta không có khóa kéo thì người ta sẽ làm cho mình mấy cái ngăn nhỏ nhỏ có khóa kéo để mình đựng đồ, những cái đồ mà nhỏ nhỏ thì mình sợ rớt rồi đó thì mình có thể để bên trong. Còn bên trong này là lót vải sạch đẹp, dập hiệu Gonfill luôn, như chưa sử dụng. Có một ngăn nhỏ bên đây này, có một ngăn nhỏ bên đây nữa này. Rồi ở đây có một cái ngăn khóa kéo. Đó, xuất sắc chưa? Ở đây có dập cái chữ là Gonfill Germany. Cái thương hiệu này nó có từ năm 1856 lận. Rất có giá trị sưu tầm nha anh chị. Gonfill này không ra thì em sẽ có về được một cái phiên bản nữa của nó, là nó màu đen á. Còn mình thường hay gặp nhất và cái màu mà định hình nhất luôn là mình sẽ gặp cái màu này. Cái màu mà nổi tiếng nhất của Gonfill là mình sẽ gặp màu này ha. Rất là đẹp cái đáy đây. Không có gì để chê và dĩ nhiên cái giá này cũng cao. Cao hơn so với những cái chiếc túi đồ mới thấp hơn anh chị nha. Giá của nó sẽ là 2 triệu 200 ngàn. Mình chốt cho em mã là túi công sở của Đức, giá 2200. Túi này mình hoàn toàn có thể làm quà tặng được tại vì độ mới nó rất là cao. Mình tặng cái túi này thì rất VIP rồi, anh chị yên tâm ha. Cực kỳ đẹp. 2200 cho cái túi công sở này. Ngoài ra thì em sẽ có thêm một cái túi trống nữa. Túi trống này thì độ mới nó cũng phải tương đương. Đấy, rất là mới luôn ha, cái màu y chang. Nó cùng là bộ sưu tập luôn đó và nó cũng là của thương hiệu Gonfill. Túi trống này thì em nghĩ là các chị xài luôn, anh xài mẫu túi này chắc không hợp đâu. Tại vì nó kiểu nó nhỏ, để cho mình đi làm công sở mình vẫn xách cái túi này đẹp nha anh chị, nó vẫn phù hợp để mình đi làm công sở hoặc là mình đi công việc gì đó, mình đựng đồ nhiều thì mình có thể đựng bằng cái túi trống này. Còn nếu mình đựng quần áo thì chắc đựng được một bộ đến nhiều lắm là hai bộ thôi, đó là cái trống mini thôi anh chị ha. Kích thước của cái túi trống này thì nó sẽ được có là 33 nhân với chiều cao lên là được khoảng 19 này. Rồi cái bảng đáy, cái đáy 5 đinh luôn. Bảng đáy là nó khoảng được 12 cm. Dáng xách tay nha anh chị, cái loại này nó nhỏ thôi, không có dây đeo ha. Và khoen khóa là còn vàng ươm luôn. Độ mới phải trên 98%. Góc cạnh những cái sờn này là do thời gian đó chứ không phải do sử dụng nên chị. Có một vết nhỏ xíu chỗ đó thôi, còn lại thì rất mới. Đấy. Những thương hiệu này mua mới là săn tìm thứ nhất là cũng khó, mình phải mua từ nước ngoài ha, và thứ hai nữa là giá nó cực kỳ đắt đỏ luôn. Đó, giá phải tính từ nghìn đô anh chị nha. Rồi cho nên là anh chị nào thích xài siêu phẩm thì mình nên để ý những cái sản phẩm này, khoen khóa và những cái ổ chìa khóa này nữa là vô tư hết luôn. Nó rất là sáng đẹp mới, độ mới cực kỳ cao, quá trời xuất sắc cái túi này. Rồi ở bên trong á thì nó giống như cái túi kia, nó cũng sẽ là lót vải, dập hiệu Gonfill. Anh chị đựng được đồ rất là nhiều nha, thấy nó nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng đựng được cả thế giới trong này luôn. Đó, bên trong này sạch đẹp,
lót vải sạch đẹp á, nó sẽ có một cái ngăn bên này, từng cái khuyên khóa, từng cái dây kéo này người ta đều dập gold fill hết luôn. Có một cái ngăn à, đây đây có cả mã code luôn này đó, có tác mã code luôn. Rồi phía bên này thì nó sẽ có một cái đây, chúng biết chỗ này người ta đập là Nagayama là gì không biết đó. Rồi không có vấn đề gì để chê, phải khen thôi, cái cặp ở cái túi này quá trời xuất sắc luôn. Mình mua làm quà tặng vẫn được anh chị nha, đồ mới này làm quà tặng là vô tư, cái màu rất là đẹp sang. À, và giá của nó sẽ là 2.500.000, anh chị chốt cho em mã là túi trống mini của Đức, giá là 2.500 cho cái túi này đó. Đây là hai cái túi Đức của các chị ha. Còn các anh nếu mà mình thích xài thương hiệu này thì em sẽ có cái phiên bản này, nó màu nâu đỏ này. Hôm trước thì em sẽ có giới thiệu được cái màu đen đó. Cái túi màu đen cũng siêu phẩm lắm, nên chị nếu mà mình có xem lại video hôm trước, video gần nhất của em, thì nó sẽ có một cái cặp của thương hiệu này màu đen. Và cái màu đen á, thì đa phần là nó ít gặp hơn so với cái màu này. Màu này là cái màu mà người ta nhớ đến cái thương hiệu Gold Fuel này là ở cái màu này nhiều nhất. Rồi em có một cái cặp này là cái cặp công sở dành cho các anh các chú nè. Cái mẫu này thì nam xài thôi, nữ xài mẫu này thì nó hơi thô ha. Cặp này nó dáng to, mình có thể đựng laptop hay là đựng giấy tờ, tài liệu thì là vô tư nha. Kích thước của nó sẽ được có là 41 nè, nhân với lại 31, và cái bảng đáy của nó sẽ được có là 11 cm. Riêng cái cặp này thì đã có qua sử dụng rồi. Phần da thì không có gì để chê, da thì không có vấn đề gì hết, nhưng mà cái chỗ cái khóa này này người ta có xài rồi đó anh chị, nó có trầy chỗ này ha, khóa chìa, và hiện tại là mất chìa khóa. Ở trên đây người ta dập gold fill luôn, và nó có trầy ở chỗ ba cái chỗ gắn vô chỗ này đấy, còn lại thì rất là đẹp mới đó. Là độ mới, cho nên là độ mới cái này em báo tầm khoảng là 89-90% thôi, và cũng rất là VIP cho cái thương hiệu VIP rồi anh chị ha. Cầm trên tay thì mình thấy là cũng xứng đáng đồng tiền lắm, chứ không phải là cũ xì, không phải là hàng dởm đâu nha. Hàng này là hàng siêu phẩm của Đức, thương hiệu lớn của Đức. À, kích thước em đo rồi. Khi mình mở ra thì hai bên này nó có hai cái móc khóa này này, để mình phải mở hai móc khóa này. Cái dáng này thì thường các anh cũng hay tìm, nó đẹp, dễ ứng dụng trong cuộc sống ha. Rồi sau đó thì mình sẽ mở cái khóa này lên. Bên trong á là lót vải màu nâu, và hai cái gạch gạch này nè, cũng là một cái lót chính hãng của Onfield luôn, mình cũng thường hay gặp. Ngoài cái lót như là hai cái túi lúc nãy thì nó sẽ có dập chữ Onfield á, thì nó sẽ có thêm cái lót dạng này, có hai cái gạch, lót cũng là màu nâu đỏ luôn, tương thích với cái màu của da bên ngoài. Có hai ngăn lớn này, còn cả dây đeo nguyên bản luôn. Cái anh này thì chắc là ít có xài cái dây này lắm, cho nên là cái khuyên khóa này nó cũng vàng ươm mà không có trầy, không có gì hết trơn. Rồi ở đây có cái chữ Gold Fill Handmade in Germany, có hai ngăn lớn này đựng đồ là vô tư ha, và có cả ngăn khóa kéo luôn. Túi này á, cái cặp này á, thì nếu mình muốn làm quà tặng á, thì mình tặng những người thân thiết thôi anh chị nha. Đó. Tại vì túi này đã qua sử dụng rồi, cặp này đã qua sử dụng, nó còn chất còn đẹp thôi, chứ không phải là hàng mới kem ha, rất là xuất sắc. Mình xách tay thôi là nó cũng đẹp rồi. Cái này mình đi làm thì dĩ nhiên là nó phải là VIP rồi anh chị ha. Còn nếu mình đi dạy, các thầy cô mình đi dạy thì cũng vô tư, xách đồ là vô tư luôn, xách như này rất là đẹp luôn. Phía sau có ngăn luôn. Đây, dây mình sẽ gắn vô hai cái khoen này nha anh chị. Đấy, phía phía sau có ngăn, là cái ngăn này cũng lót vải như vậy luôn ha. Khóa là khóa IKK, tổng thể đẹp phải trên 89-90%. Và cái cặp này thì giá của nó sẽ là cặp da của Đức, màu nâu đỏ, giá là 2.850 cho cái cặp này. Cặp của Đức anh chị ha. Thường là cái da Đức với cái da Ý thì mình cầm trên tay, hoặc là các anh chị chú bác mình sẽ thích sử dụng lắm, tại vì nó đảm bảo cho chất lượng. Da của Ý hay da của Đức, của Pháp thì là mình thấy yên tâm rồi. Da thì cực kỳ xịn rồi anh chị ha. Những cái sản phẩm của họ rất là xịn và đẹp và bền. Rồi, 2.850 cho cái cặp VIP này. Rất là xuất sắc. Tiếp theo thì em sẽ có một cái cặp của thương hiệu Bailey. Bailey của Thụy Sĩ này, giống như cái thương hiệu của cái Clutch, cái combo Clutch lúc nãy đó. Nhưng mà cái cặp này thì nó sẽ là canvas phối với lại da bò. Đó, độ mới cũng cao lắm, và cái phối màu và kiểu cái dáng nó rất là dễ sử dụng nha. Các chị mình nếu thích thì mình có thể sử dụng mẫu này được, các anh thì xài là vô tư rồi ha. Cái này là dáng xách tay, không có dây đeo, và nó cũng gọn nhẹ. Khóa là khóa chìa luôn, để mình xem còn chìa khóa không anh chị nha. Kích thước của cái cặp này thì nó sẽ được có là 42
nhân với lại là 30 và nhân với cái bảng đá của nó sẽ là 7 cm. Rồi, trên cái này thì phần da canvas này người ta dập chữ bay lì là cái chữ B này luôn anh chị ha. Đây, bay lì chỗ này. Mấy cái viền màu nâu này là da thật. À đây, chìa khóa của nó còn đây anh chị nha. Còn cả chìa khóa luôn. Góc cạnh có sờn, có sử dụng rồi. Góc cạnh có sờn nhưng mà nó không có bị rách lỗi đâu. Tổng quan độ mới cực kỳ cao. À, cái phần này đó, nhìn vô mình thấy rất là mới. Nhưng mà cái phần viền da này nó màu sáng đó, cho nên mình thấy nó có sờn nha. Dán xách tay, khoen khóa thì còn vàng. Chỗ cái khóa này thì nó có hơi trầy do sử dụng. Còn cái quai sách này nó còn thậm chí nó còn chưa bị đen do cái mồ hôi tay nữa mà. À, có sử dụng rất là ít nha. Chỗ này nó có cái lỗi chỗ này. Nó có bị trầy da chỗ này chút xíu chỗ này anh chị nha. Còn lại là không có vấn đề gì, phía sau thì không có ngăn. Rồi cái màu rất là đẹp luôn. Rồi khi mình mở ra thì nó sẽ là như vậy. Ở bên trong á, thì là lót da. À, bay lì made in Italy có hai ngăn, một ngăn lớn và một ngăn nhỏ như này. À có hai ngăn lớn và mấy ngăn nhỏ như vậy anh chị ha. Có cả ngăn khóa kéo luôn nè. Đó, trong ngăn khóa kéo thì lót vải, lót sạch đẹp. Rồi, túi này có qua sử dụng rồi. Đây, chỗ cái phần này anh chị thấy nó có hơi mấy cái vết trầy trầy thời gian ha. Có qua sử dụng rồi, độ mới cao. Độ mới cao lắm nha. Đó, quên em lấy cái giá ra chứ. Cái này thì của thương hiệu rất là lớn, Made in Italy luôn. Cái hiệu này thì giá nó cao. Và giá của nó, giá của cái cặp này nó sẽ là 1650. Anh chị chốt cho em mã là cặp bay lì ha. 1650 hoặc là mình có thể chụp giùm em cái màn hình nha. Nó cũng đứng phơm lắm. Sách rất là vô tư nha. À, lưu ý cái này da canvas phối với da bò, phối với da mộc của bay lì. 1650. À, tiếp theo cái thương hiệu bay lì này thì em có một cái chiếc túi trống du lịch. À, cái này các chị xài đẹp nào, các anh thích thì mình vẫn có thể xài được luôn. Rồi, cái mẫu mà cái phần này là da nha anh chị, da và người ta dập cái chữ B. Hôm trước đó thì kỳ lâu lắm rồi em có bán được một cái chiếc túi công sở kiểu dạng da như này ha. Cái này là da chứ không phải canvas nha, nó là da thật, phối với lại da mộc luôn. Của thương hiệu Bailey, rất là cao cấp. Cái hiệu này thì giá nó đắt đỏ. Lâu lắm mình mới gặp một cái này. Trên tầng khoen khóa thì người ta sẽ gặp cái chữ B và cái chữ Bailey luôn anh chị nha. Đấy, hàng rất là đẹp, VIP. Và cái túi trống này thì nó dạng mình có thể du lịch một người đó. Mình có thể đựng được từ 5 đến 7 bộ đồ là vô tư ha. Mình đi công tác gì đó rất là sang đẹp. Độ mới của cái phần da màu đen này rất là mới. Quai được rất là mới luôn. Và góc cạnh á, thì nó có sờn nha. Đấy, góc cạnh nó có sờn màu. Cái này mình cái này là vết sờn thôi. Mình có thể đánh xi đồ này kia vô để cho nó tiệp cái màu lại thì cũng rất là đẹp ha. Nó không có bị rách lỗi gì đâu. Đáy có 4 đinh luôn. Đẹp xuất sắc. Trên từng cái khoen khóa chữ B này rất là đẹp luôn. Rồi cái khóa kéo nó cũng là cái chữ Bailey luôn ha. Ở bên đây thì nó có cái chìa khóa này. Chìa khóa này nhưng mà không có thấy ổ khóa nha anh chị. Còn cái này thì em nghĩ là cái chủ cũ họ tự họ gắn vô chứ không có phải của cái này tại cái màu nó không có khớp á. Nhưng mà em cũng sẽ giao y chang như vậy cho anh chị luôn. Mình về mình có thể ứng dụng mình sử dụng nha. Rồi cái túi trống này thì dạng xách tay không có dây đeo và mình khoen khóa có oxy hóa nhẹ, nhà độ mới nếu mình trừ cả cái điểm này thì nó khoảng 85 cho đến 89%, còn lại thì rất là đẹp thôi, không có rách lỗi gì đâu cho một cái thương hiệu lớn nha. Ở bên trong là lót da, có dập cái chữ là Bailey, Made in Italy ha, có một cái ngăn lớn và ở đây có một cái ngăn khóa kéo nhỏ, là từng cái khóa kéo này đều dập hiệu luôn đó. Đó, khóa kéo nhỏ thì lót vải, còn ngăn lớn thì lót da. Kích thước của cái túi này nam nữ đều xài được, cái màu này nó dễ xài anh chị, nhìn nó cũng hay ho ha. Kích thước em đo chưa ta, đem đo lại nha. Nó sẽ là 45 nhân với lại là 27 và nhân với cái đáy là 20. Mình đựng từ 5 đến 7 bộ đồ, đẹp đẹp, có qua sử dụng rồi nhưng mà không có rách lỗi chỗ nào anh chị, rất là có giá trị nha. Cái hiệu này nó rất là có giá trị để mà mình mua sưu tầm. Túi du lịch bay lì của Thụy Sĩ giá là 2,1 triệu cho cái túi này. Đấy. Em còn một cái túi du lịch VIP nữa của Mỹ. Ai anh chị có thể xem tới cái túi này. Anh chị nào mà thích xài hàng VIP đó, thích săn hàng độc lạ hàng VIP á thì có thể nhấn đăng ký kênh của em ha để mình theo dõi thêm, tại vì em cũng thường hay đi săn những cái hàng đẹp VIP về giới thiệu với anh chị nha. Rồi, em có một cái chiếc túi du lịch của thương hiệu Coach của Mỹ nè, COACH của thằng Coach của Mỹ ha. Và cái túi này thì rất là được các chị săn đón
phiên bản dành cho các chị mình xài á, thì nó sẽ là cái chữ C, thường nó sẽ là mình gặp là cái túi vải hoặc là túi canvas mà cái chữ C người ta lồng vào nhau đó. Còn riêng cái túi này là nguyên cái này là da thật hết luôn. Và cái phiên bản này, cái bộ sưu tập này thì họ sẽ có cái dây, cái phần dây sọc như này nha. Và họ sẽ có cả túi du lịch như vậy ha, túi đeo chéo nè, rồi bao tử rồi vân vân luôn, cả bộ sưu tập nó cả một bộ như vậy ha. Và trước mắt thì em chỉ có cái túi này thôi. Và giá của thương hiệu Coach này nó rất là đắt đỏ rồi. Và riêng cái túi này thì khi mà em sờ thử người ta bán ở bên Nhật á, hoặc là ở cái trang web của Coach á, thì cái giá nó tính ra tiền Việt nó khoảng từ 19 cho đến 21 triệu. Rất là có giá trị cho riêng cái chiếc túi này thôi đó anh chị. Cho nên là mình mua cái túi này là không bao giờ sai lầm đâu anh chị ha. Rất là đẹp xịn luôn và với cái giá rất là mềm so với thương hiệu lớn và cái giá trị rất là cao. Tuy nhiên cái túi này thì nó mất dây đeo rồi, mình chỉ xách tay thôi anh chị nha. Nguyên nguyên cái túi là da thật hết luôn. Size của nó sẽ là 55 nhân với lại 30 và nhân với cái bảng là nó khoảng 16 cm. Code người ta gặp ở đây ha, và có cái charm code này, từng cái nút này đều có là chữ code luôn. Đó, độ mới rất là cao. Đó, độ mới này là dường như chưa qua sử dụng hoặc là sử dụng một hai lần gì đó thôi. Độ mới là phải trên 95%, thấy góc cạnh sờ rất là nhẹ do mình để thôi. Còn nguyên cái này là da thật hết luôn, da thật phơm mềm. Em đựng đồ lên thì nó sẽ bung lên như này ha. Đựng đồ nhiều lên nữa thì nó sẽ bung thêm hơn nữa. Rồi, trên cái này thì nó có cái chỗ để móc dây nhưng mà hiện tại là mất dây. Rồi mình mở ra như này. Ở bên trong á là lót vải này, có cái tag code chỗ này luôn. Có mã code luôn và người ta chứng nhận ở đây là da thật ha. Có một ngăn lớn lót vải. Rồi, ở bên trong đây thì nó còn cả sổ thẻ của code luôn này. Đấy. Rất là xuất sắc. Code của Mỹ anh chị ha. Túi này thì nam nữ đều xài được, mà các anh thì em nghĩ chắc xài đẹp hơn mẫu này. Các chị mình thích mình vẫn xài được thôi, cái mẫu này nó không có bị quá cứng đâu, không quá thô đâu. Là đẹp và xịn nha, độ mới rất cao luôn cho một cái thương hiệu lớn luôn. Kích thước thì em đo rồi và cái này thì mình đựng chắc tầm khoảng từ 10 đến 12 15 bộ đồ để mình đi công việc hoặc là đi du lịch nha. Đẹp và xịn và có giá trị nha. Túi này thì giá của nó sẽ là 2 triệu 500 ngàn, mình chốt cho em mã là túi du lịch của Coach, giá là 2500 cho túi này. Xài biết năm tháng là nó mới hư, mà mình xách ra là thấy định hình liền, hàng VIP liền anh chị ha. Rồi. Tiếp theo thì em sẽ có một số cái sản phẩm đồ gia dụng để gửi đến anh chị ha. Đầu tiên thì em sẽ có một cái nồi nhôm, và cái nồi này thì cái size nó to này, mình có thể hấp được luôn. Nó còn cả cái hộp giấy anh chị nha, có chưa có qua sử dụng ha. Thương hiệu là Sinco. Đó, mình có thể sử dụng được nhiều chức năng trong đây và nó có cả cái sừng hấp luôn. Hàng hiệu của Nhật và cái size của nó sẽ là 24 cm này, còn cả hộp anh chị nha. Đây bên đây là mấy cái thông tin của cái sản phẩm này. Rồi, cái sản phẩm thực tế thì nó sẽ là cái nồi này đây. Cái nồi này là chất liệu bằng nhôm anh chị ha. Cho nên là mình không có sử dụng được bếp từ, còn những cái bếp khác thì vô tư. Nồi rất là đẹp luôn. Cầm cực kỳ nặng tay, nồi nhôm của Nhật thì người ta hay làm cái vành của nó rất là dày, nhưng mà nó vẫn nhiệt và nó giữ nhiệt rất là tốt ha. Kích thước của cái nồi này thì thông số người ta sẽ ghi là 24, còn em đo thực tế của nó sẽ được là 24.5 nhân với chiều cao lên là được 14.5 luôn. Cái đáy này không xài được bếp từ nha anh chị, nhưng mà nó rất là mới và đẹp luôn, thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Cái nồi này thì mình có thể luộc được nguyên con gà luôn anh chị. Mình để nắp như vậy ha, nếu mình không có sử dụng cái sửng á, ở đây chỗ này thì nó sẽ có cái phần thủy tinh mình có thể nhìn được cái thức ăn bên trong. Cái chỗ này và cái cán này thì sẽ là bằng nhựa và người ta sẽ làm kiểu như sơn thủy màu nâu vậy đó, rất là đẹp, mới tinh chưa có qua sử dụng ha. Bên trong thì có một cái sửng luôn, cái sửng này thì cũng bằng nhôm luôn đây, để mình hấp hay mình luộc gì đó thì là vô tư nha. Đẹp luôn rồi, không có vấn đề gì hết, nồi này chưa có qua sử dụng. Và giá của nó sẽ là bao nhiêu đây? Giá của cái nồi này nó sẽ là nồi hấp nhôm 24 cm vậy ha, giá của nó sẽ là 780 ngàn cho cái nồi này, 780 cho cái nguyên cái nồi to này anh chị nha. Đấy, 780 cho cái nồi nhôm. Đây nó còn cả tát đây. Cái này mình có thể nấu được rất là nhiều món nè, nó nấu cháo hay là hầm canh, nấu mì gì đó vân vân. Nó rất là nhiều chức năng nha. Rồi, mới tinh ha. Lưu ý là không xài được bếp từ tại vì nó bằng nhôm mà. Rồi, đây là cái nồi nhôm, nồi hấp đầu tiên. Em có một cái nồi nhấp hấp nhỏ xíu luôn, cái nồi kia thì nó to nha, còn cái nồi này nhỏ xíu à.
New Family gì nè, cái size của nó sẽ là 18 cm và dành cho mình sử dụng, mình làm những cái hấp ít ít, ví dụ như là hấp há cảo, bánh bao hay là những cái sản phẩm ít ít thôi, nhỏ nhỏ thôi, mình không có làm nhiều, thì mình xài mấy cái nồi này cho nó tiện hơn. Nồi này thì bằng inox á, bằng thép không gỉ, nhưng mà nó không có, đây nè, stainless steel nhưng mà nó không có dày đâu, nó sẽ dạng mỏng sử dụng gia đình thôi, mà nó cũng còn mới tinh, chưa có qua sử dụng, còn cả hộp luôn. Rồi sản phẩm thực tế thì nó sẽ là như vậy. Nồi này dễ thương lắm, nhỏ xíu anh chị ơi, nó không có dày, sử dụng gia đình thôi nha. Anh chị cần những cái nồi mà kiểu dày cơm đồ này kia thì cái này nó không phù hợp ha. Rồi ở đây có cái tag giới thiệu về sản phẩm đồ này kia nè, bên trong này có cái sửng, cái này mà mình làm bánh nhỏ nhỏ ít ít á, thì mình làm cái này rất là hợp. Cái này là cái nắp nè anh chị, nắp nó sẽ như vậy ha, đó, cái nắp thôi nó cũng to như vậy nè. Rồi phía dưới này là cái nồi đó, cái nồi này thì nó có cái lõm nha, cho nên là em nghĩ là chắc nó không có xài được bếp từ đâu, rồi dù nó là bằng thép không gỉ á. Rồi chỗ này nha, mình xài bếp ga bếp điện giùm em thôi nha. Rồi cái nấm này thì nó sẽ bằng nhựa luôn, cái sửng thì mình để vô đây, ở chỗ này nó có cái ngàm, chỗ này mình để cái sửng vô tới đây thì nó sẽ cứng lại chỗ này nha, để mình hấp. Rồi mình đậy nắp lại, do cái nắp thì nó có cái độ mà cái bảng này nữa, cho nên là mình để ví dụ cái bánh bao mà nó to to mình để vô nó cũng được, nó không có bị chật ha, rất là tiện sử dụng. Kích thước thực tế của nó sẽ được có là 20, nhưng mà kích thước người ta ghi là 18 thôi, 20 là cái dè nha anh chị. Cái nồi á, thì nhân với lại là 8, rồi còn cái nắp á, thì là 19 nhân với lại khoảng 6 luôn. Lưu ý là nó không có dày, nó mỏng để mình sử dụng gia dụng hàng ngày thôi, chứ không phải là hàng quá dày và siêu dày đồ đâu anh chị nha. Cái này thì giá của nó sẽ là 350.000, mình chốt cho em mã là nồi hấp mini, giá là 350 cho cái nồi này, nhỏ xíu dễ thương, nhà mình ít người á thì mình có thể xài cái nồi nhỏ xíu như vậy, 350 cho cái nồi hấp mini đó. Tiếp theo thì em sẽ có cái nồi men đây. Nồi men này thì nó như này, nó còn cả hộp luôn ha, và lâu rồi em mới có về sản phẩm này nè. Nó là cái nồi men và nó có luôn cái bếp hâm hàng của Nhật anh chị nha, ở bên ngoài người ta ghi là wide root gì này, chữ Nhật ha. Sản phẩm bên trong á, thì nó sẽ gồm có một cái nồi và một cái bếp. Lưu ý cái bếp này là dạng bếp hâm thôi. Đây đầu tiên là cái nồi đi, này mình nấu lẩu rất là phù hợp, kiểu như mùa đông gì đó mình ngồi mình có một cái nồi lẩu gì rất là phù hợp, hoặc là mình ứng dụng để mình xài cái bếp này luôn cho những cái công việc ví dụ như là hâm trà, hâm cà phê gì đó cũng phù hợp. Đấy, còn mới nha, mới tinh, này mình mua làm quà là vô tư nha. Nhà mình mà ví dụ như có cái cô bác nào đó mà mình thích xài, thích săn hàng gia dụng á, thì mình có thể mua mấy này làm quà tặng là vô tư, tại vì độ mới nó rất là cao và nó rất là xịn luôn. Đầu tiên là cái nồi đi, cái nồi thì là nắp thủy tinh nha anh chị nha, nồi men nắp thủy tinh. Nồi men này thì mình có thể xài được bếp từ vô tư ha, cái nồi này to nè, đẹp luôn anh chị, ui nồi đẹp quá. Đấy, hoa văn rất là đẹp, cái màu men á, là màu trắng ha, cái hoa là cái hình trái đào. Rồi bên trong đây nó có cái tag của cái sản phẩm này, nó là 23.5 nè, dung tích của nó là 3,2 lít và cái độ dày của nó là 0.5 ly, tức nghĩa là nó sẽ không có dày như những cái sản phẩm thông thường ha, cái này nó mỏng hơn so với những cái nồi men khác. Thường á, là nồi men thông dụng là mình thấy là nó 0.8 ly, riêng cái này nó sẽ là 0.5, mình cầm nó nhẹ tay hơn nha anh chị, và nó cũng rất là đẹp và xịn, hàng của Nhật nha. Kích thước em sẽ đo thực tế thì nó sẽ được đó là 24 nè, nhân với lại là 8 cm cái đáy đây. Nắp là nắp thủy tinh siêu dày luôn, siêu xịn của Nhật, nắp thủy tinh hàng của Nhật là quá vip. Rồi sản phẩm cùng theo nó là cái máy, cái bếp chứ. Cái bếp này hoa văn tương thích luôn, trên này là cái mặt men anh chị nha. Bếp này thì nó sử dụng rất là đơn giản, mình diêm vô điện, lưu ý là sử dụng điện 100V ha, và cái chuôi của nó sẽ là chuôi dẹp như này. Lưu ý là anh chị ghim điện 100V giùm em nha. Rồi nó sẽ là một cái bếp nhỏ nhỏ như vậy ha. Đây này, cái bếp là của thương hiệu là Maruyama, 100V, công suất của nó là 320W. Cái bếp này là cái dạng bếp hâm chứ không phải là bếp nấu xôi. Ví dụ như là mình muốn sử dụng bếp này để mình nấu lẩu á, thì là anh chị phải nấu cái nồi lẩu cho nó sôi trước, rồi mình mới bắt qua đây mình để trên bàn để cho nó hâm nóng.
hoặc là mình có thể sử dụng cái bếp này, ví dụ như mình uống trà gì đó, mình có một cái ấm trà đi, mình để lên trên đây để mình hâm hâm hâm, lúc nào nó cũng giữ được cái độ nóng nhất định đó để mình uống cho nó ngon, thì mình có thể sử dụng cái bếp này nha, ứng dụng rất là cao. Kích thước của cái bếp á, thì nó sẽ được là 24 nè, cái độ dày lên thì nó khoảng tầm được 5 đến 6 thôi. Dạng bếp hâm nè, lưu ý sử dụng điện 100V. Hai cái món này đều mới, chưa sử dụng hết luôn, và nó sẽ là một bộ nha, chứ không phải có bán lẻ đâu nha anh chị. Cái này nó sẽ là một bộ, và cái bộ này giá là bộ nồi bếp men giá là 1450 cho cả bộ, là gồm cái nồi và cái bếp luôn anh chị ha. Cho bộ này, lưu ý là cái nồi này rất là đẹp xịn, mình thích hợp để nấu lẩu hoặc là nấu đồ ăn trong gia đình là rất là phù hợp luôn, đẹp, hoa văn cực kỳ đẹp luôn anh chị nha. Cho một cái nồi và một cái bếp là 1450. Tiếp theo là em sẽ có một cái nồi men của thương hiệu Zojirushi, ở thương hiệu Con Voi đây anh chị ha. Nồi men của thương hiệu này Zojirushi là mình gặp họ sản xuất rất là nhiều thứ, đồ gia dụng cao cấp của Nhật, giữ nhiệt nè, bình giữ nhiệt nè, hộp cơm nè, rồi nồi men là bình thủy rồi vân vân, họ có rất là nhiều luôn. Kể cả ấm trà họ cũng có luôn. Cái này thì cũng còn full hộp ấy, và cái thông số của nó sẽ là 20 cm, và cái dung tích của nó là 2,7 lít. Cái này thì cũng còn cả hộp. Cái hiệu Zojirushi này thì nó rất là xịn rồi, anh chị mua xài cái hiệu này là rất là yên tâm nha. Riêng cái nồi này thì nó mới tinh luôn, còn cả hộp luôn, không có vấn đề gì hết luôn. Chị nào mà thích sưu tầm đồ nồi men cho bếp nhà mình á, thì cứ theo dõi em thêm ha, là sắp tới thì em cũng có về thêm nồi men nữa. Em bán nồi men và em cũng rất là thích nồi men, cho nên là em cũng hay săn tìm những cái sản phẩm đẹp, nồi men đẹp để về vừa sưu tầm vừa bán cho anh chị luôn. Cái nồi này xuất sắc luôn, cái màu rất là đẹp ha. Cái hoa là cái đi một vòng như này, cái hoa rất là tươi sáng luôn. Men thì màu trắng, cái hoa là màu đỏ như này. Nồi này thì dung tích cái size người ta ghi là 20 cm, nhưng mà khi mình cầm trên tay mình cảm thấy nó to, tại vì người ta không có làm kiểu cọ này gì kia hết luôn, từ dưới thẳng lên luôn thôi, cho nên là mình nhìn thấy nó to nha. Kích thước em đo được cái miệng nó là được 22.5 đó, tại vì người ta làm cái dè này nè, còn cái bụng của nó vẫn là 20 và chiều cao lên là được 10.5 cm đó. Cái đáy màu đen luôn, đáy này thì mình xài bếp từ là vô tư nha, xài được bếp từ. Rồi như vậy nắp thì là nắp men luôn, đẹp xuất sắc, còn cả tát luôn nè, đó nắp men luôn chị nha, đẹp quá, cái nồi này đẹp quá, màu rất là đẹp luôn. Trên đây người ta dập Zojirushi hết luôn, còn cả cái sổ luôn nè, không có vấn đề gì hết, không có tì vết gì hết, không có trầy chỗ nào hết nha anh chị. Lưu ý là ví dụ như nồi men á, mà anh chị mua sử dụng lâu dài á, thì mình nên lựa những cái sản phẩm mà nó không có bị trầy, đặc biệt là trầy bên trong. Nếu mà có cái vết trầy cái lớp men này rồi ha, thì mình sử dụng rất là nhanh, nó kiểu như là nó trầy một lớp to, mình thấy được cái màu đen bên trong luôn là rất là nhanh, thì từ cái vết đó nó sẽ bị ảnh hưởng tới những cái vùng lân cận mà nó sẽ hư luôn cái nồi rất là nhanh luôn. Còn nếu mà mình muốn mua sử dụng thì mình có thể để cái giá cao hơn chút xíu để mình mua cái sản phẩm mà nó nguyên hộp như này, chưa có vấn đề gì hết như này, thì mình xài nó bền anh chị ha. Nồi này nó dày, thường đó là cái độ dày của nó sẽ là 0.8 mm nè, nó dày hơn so với cái nồi mà nãy nó có cái bếp nha anh chị, dày và nó rất là nặng tay luôn. Và giá của cái nồi này là 950 ngàn, mình chốt cho em mã là nồi men 950 của thương hiệu Zojirushi ha. Nồi men 950, size của nó là size 20 cm. Nồi đợt này về thì cái giá em cũng không có lên gì hết trơn, giá là như giá cũ luôn, rất là mềm cho một cái nồi xịn vip của hàng Nhật. Em còn một cái nồi men nữa, size nó to hơn chút. Đấy, size là size 22 cm. Đây, cái size 20 với cái size 22 là rất là thông dụng luôn, mình thường hay gặp nhất luôn, và nó phù hợp để mình sử dụng gia đình. Cái này nó cũng còn cả hộp anh chị nha, còn cả hộp luôn. Cái nồi 22 nó to hơn nồi kia chút xíu, hoa văn thì nó sẽ khác. Đó, cái hộp nó đây. Rồi, sản phẩm này nó sẽ là như vậy. Đó, nồi này cũng rất là nặng tay nha, người ta cũng không làm kiểu cọ gì nhiều hết trơn á, cho nên là mình nhìn thấy cái nồi nó rất là to. Cái màu của cái men á thì nó sẽ là hơi kem kem nha, chứ không phải là trắng tinh như cái nồi kia, và cái hoa văn nó nhiều màu, nhìn nó cũng rất là sang ha. Nồi thì cũng không có tì vết gì hết luôn, đáy là đáy đen, sử dụng được bếp từ. Đó,
bên trong thì cũng không vấn đề, nó chỉ dính bụi thôi. Rồi nắp thì là nắp men luôn, rất là xuất sắc, nhìn nó tinh tế anh chị nha, tỉ mỉ từng nét luôn. Kích thước của cái nồi thì nó sẽ được đó là 23 nhân với lại, ui cái nồi này dày quá, nhân với lại 11 cm, 23 nhân 11 nè, cán bọc luôn. Cái nồi này cực kỳ dày luôn, 22 cm, siêu dày và nó rất là nặng tay nha, cầm nó cực kỳ nặng luôn, rất là xịn đó, xài được bếp từ. Cho nên nó không có cái tab để em đọc coi nó có ghi là bao nhiêu ha. Nhưng mà em nghĩ là cái này nó không phải 0,8 mm đâu, nó rất là dày, cầm nó rất nặng luôn. Khi nào mà xài hàng VIP là nên xài mấy cái này nè, xuất sắc. Và giá của cái nồi này nó sẽ là nồi men 22 cm, giá nó là 1.100.000 cho cái nồi này nha, 1.100.000 cho cái nồi men này, quá đẹp, đẹp và xịn vô cùng luôn. Đó, đây là sản phẩm nồi men. Hôm nay thì em đã có ba cái nồi men rồi. Tiếp theo thì em sẽ có một cái nồi đồng. Nồi đồng thì thường các chú các cô mình thích xài từ xưa giờ, thì cái nồi đồng hoặc là cái nồi nhôm á, thì nó tốt cho sức khỏe ha, và các cô các chú hơi lớn tuổi thì hay tìm mấy cái sản phẩm này lắm. Nồi này thì cũng còn mới, chưa có qua sử dụng, còn cả hộp luôn. Đây, cái sản phẩm bên trong nó sẽ là như vậy, rất là đẹp ha, đồng đỏ của Nhật và vân búa cực kỳ đẹp xuất sắc luôn. Nồi thì mình mua, có thể mua để mình sử dụng hoặc là sưu tầm, hoặc là tặng quà đều được hết luôn. Hàng Nhật cái thương hiệu là sách đi, mã của nó là 581-97. Nhưng mà thật ra là anh chị khi mình sạch mấy cái mã này thì mình không có gặp đâu, tại vì nó là hàng dạng cổ điển mà, không phải hiện đại bây giờ ha. Đó, quá trời xuất sắc. À, cái hình á, ở đây đúng là nó rồi anh chị ơi. À, bên trong á, thì nó sẽ có kèm cho mình một cái vá để mình múc nha. Đây, em chỉ giới thiệu cái nồi thôi nha. Rồi, quá trời đẹp cái nồi luôn. Cái nồi này thì nắp bằng thủy tinh nha anh chị. Ôi xuất sắc quá. Ôi nó có vấn đề chút xíu rồi, nó có bị cái vết móp chỗ này nè, em không thấy ha, cho nên là giá nó sẽ có khuyến mãi chút xíu luôn cho mình. Cái này thì anh nào mà mình có biết làm nghề hay đó, mình có thể xử lý bằng cách là mình đóng 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 cho nó ra chút xíu nha, mình sẽ còn thấy vết thôi. Nhưng mà cái này nó có bị cấn, do là cái hộp nó là cái hộp giấy mềm á, cho nên là nó có bị cấn chứ không phải là sản phẩm đã qua sử dụng đâu. Cái sản phẩm này chưa có qua sử dụng ha, cấn nhẹ chỗ này, mình thấy để về mình xài luôn cũng được, hoặc là mình có thể đóng đóng nhẹ nhẹ cái búa chỗ này cho nó ra ha. Còn lại là rất là đẹp, mới luôn, nồi mới chưa sử dụng. Cái nắp thì là nắp thủy tinh rất là dày nha. Kích thước của cái nồi này thì nó sẽ được đó là cái miệng á, là được 19 nè, cái đáy là được 19 luôn. À, cái miệng là 19, còn cái đáy cũng là được 19 đến 20 cm luôn. Không nấu được bếp từ anh chị nha, rồi mình nấu bếp ga thôi, không có bếp điện gì thôi. Rồi cái bên hai cái cán này là bằng gỗ ha, chỗ này là cũng đồng luôn mà cái màu nó sáng hơn chút. Vân búa chỗ này đẹp xuất sắc, bên trong á thì không có bị oxy hóa gì luôn đó, độ mới rất là cao nhưng mà nó có cấn nha, đây một vết lớn nè. Rồi ngoài ra không có chỗ nào. Nắp thì nắp thủy tinh luôn, kèm theo cho mình một cái vá để mình múc luôn. Rồi cái sản phẩm này thì thông số họ ghi là độ dày á là được 0,5, dung tích của nó sẽ là 4 lít và cái size là được 20,5 cm. Đây thông số của nó ha, rồi cái hiệu này này kia chỗ này. Rồi cái này thì em bán nha, định bán cho anh chị với giá là 1.650 đó, nhưng mà là do em mới phát hiện ra có cái vết cấn này thì giá của nó sẽ còn là 1.350.000. Anh chị chốt em mã là nồi đồng 1.350 anh chị nha, rất là tiếc luôn. Anh chị nào mà mình mua để sử dụng thôi á thì mình có thể mua về mình để về mình sử dụng cũng được, hoặc là mình xử lý lại cũng được, nó nằm dưới đáy thôi, khi mình nấu thì nó cũng không ảnh hưởng đến thẩm mỹ đâu. Nhưng mà dĩ nhiên là giá nó cũng phải có giảm đi chút xíu tại vì nó có bị cấn ha. Rồi 1.350 cho cái nồi đồng siêu đẹp siêu vip luôn. Rồi cái sản phẩm cuối cùng của video hôm nay thì em sẽ có một cái ấm men xuất sắc lắm luôn nè. Ấm này thì hôm qua em có chụp một cái hình ở trên Zalo đó. Ấm này là của thương hiệu là Yumi Katsura, đẹp lắm nha anh chị. Ấm này mình trang trí thôi cũng đẹp nữa, mã của nó là KI gạch 904, hàng của Nhật Bản anh chị ha, mới tinh chưa có qua sử dụng, còn cả hộp luôn. Và cái ấm này rất đẹp xuất sắc vô cùng. Lâu lắm rồi em có mấy ấm men á anh chị, trước đây thì em có được một hai cái gì thôi, cái này thì lần đầu tiên gặp luôn nha. Cái dáng này
quá trời xuất sắc. Cái ấm thành con hạc luôn này. Rồi đậy cái nắp lại. Đó, cái ấm này á thì mình dùng để nấu nước, pha trà và cà phê gì đó vô tư ha, và nấu được bếp từ luôn. Mình để vậy thôi là nó đã đẹp rồi. Này là bằng men, giống như cái nồi men vậy đó nha anh chị. Đó, nhưng mà nó là cái ấm để đun nước. Kích thước của nó thì cái phần bụng á thì nó sẽ là được bao nhiêu đây? Phần bụng thì tầm khoảng được 24 đến 25. Rồi cái miệng á thì được 10. Cái đáy thì chưa tính phần này đâu nha, thì sẽ được là khoảng 16 cm. Cái qua này mình bật qua dày được nè. Cái chỗ khoen này thì kim loại màu vàng đồng luôn ha. Bên trong cái men này là nó màu xanh. Rồi cái này á thì mình dùng để nấu nước thôi, còn nếu mà mình muốn pha trà trong đây thì nó hơi bất tiện, cái là chỗ cái vòi này nó to này. Ở trong đây thì người ta cũng sẽ làm cho mình ba cái lỗ nhỏ, nhưng mà cái lỗ nhỏ này nó cũng sẽ to hơn so với cái xác trà đó, cho nên là nếu mà anh chị muốn pha trà bằng cái này nữa thì mình phải mua thêm cái lược nhỏ để mình bỏ vô anh chị ha, thích hợp để mà mình nấu nấu nước và mình trang trí decor là nó quá đẹp, mình sưu tầm quá đẹp luôn. Hoa văn á, là hình con hạc, con chim này, này là chắc chim hạc đó, nó đang bay nha. Rồi cái phần màu men là màu men trắng tinh luôn, xuất sắc không lỗi lầm, độ mới rất là cao, còn cả hộp như chưa sử dụng luôn, rất là thích hợp để mình mua sưu tầm và sử dụng và tặng quà đó, đẹp lắm. Cái này nấu được bếp từ. Và cái giá của nó sẽ là bao nhiêu đây? Giá của cái ấm men này nó sẽ là 1850. Anh chị cho em mã là cái ấm men 1850 đi. Và thật ra em cũng chỉ có một cái ấm này thôi ha. 1850 cho cái ấm men này. Rồi, xuất sắc. Ít gặp nha anh chị, rất là có giá trị sưu tầm ha. Và sử dụng vô tư. Rồi, đây là cái sản phẩm cuối cùng của video hôm nay. Hy vọng là anh chị chú bác mình đã thích những cái món hàng trong video này. Và hẹn anh chị vào video 9 giờ tối hôm nay thì em sẽ có một cái video hàng khuyến mãi sale ốp giá rẻ, và những ngày hôm sau thì vẫn là khung giờ bình thường từ 13 giờ đến 15 giờ hàng ngày, từ thứ hai đến thứ bảy thì em sẽ có những cái video mới giới thiệu hàng mới về liên tục dành cho các anh chị chú bác mình săn hàng bãi Nhật anh chị nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye.